Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Corum. Đây là một chiếc Akmidan Cup Langer mang mã reference là 984.101.55-0001AK12. Đây là một chiếc với đường kính khá là lớn, là size 42mm anh em nhé. Và độ dày trên chiếc này là khoảng độ 12mm. Mình mang cho mình cỗ máy Chronograph, nhưng cỗ máy này nó sẽ dày hơn với những cỗ máy thông thường. Và đặc biệt thì toàn bộ thân vỏ chiếc này được cấu tạo bằng vàng khối 18K AU750. Với một cái đường kính lớn này nó chứa rất là nhiều vàng, cầm thực sự rất là nặng tay. Và cái ấn tượng của mình khi cầm chiếc Corum ở trên tay đó chính là thiết kế hình khung vỏ, nó thiết kế dạng hình đa giác rất là đẹp. Đó, tạo cho cái chiếc đồng hồ chúng ta nó trở nên nam tính, nó độc hơn rất là nhiều. Đó, mặt số bên trong của chúng ta được trải vân rất là đẹp và nó được thiết kế bằng một cái màu khói. Đó, mình sẽ nghiêng ở các góc độ, kim cặp bắt sáng rất là tốt anh em nhé. Và toàn bộ các kim của chúng ta thì đều được gắn dạ quang để giúp anh em xem giờ ban đêm. Màu xám lông chuột rất là đẹp ở nền dial. Cặp số chúng ta thiết kế bằng cặp số vạch và vị trí góc 6 giờ à góc 12 giờ chúng ta là thiết kế bằng số 60. Mặt kính sapphire nguyên khối. Và chiếc này mang trong mình cỗ máy Chronograph thì anh em sẽ sử dụng cái kim, cái phím nằm tại góc 2 giờ để vận hành. Cái kim dây dài của chúng ta sẽ xoay. Còn hai kim nhỏ nằm tại góc 6 giờ và 9 giờ đó chính là kim báo giờ phút của tính năng Chronograph. Kim dây chính thì nằm tại góc 3 giờ. Đó. Vị trí góc 4 giờ 30 là một ô lịch ngày. Thân vỏ toàn bộ hoàn thiện được phay bóng ở niềng benzen và phay xước ở hai bên hông rất là đẹp. Đó, núm chính nằm tại góc 3 giờ với logo hình chìa khóa của Corum. Đó. Đi kèm chúng ta sẽ có thêm một sợi dây da cá sấu cùng với một bộ khóa xiên của Corum. Bên trên cũng có logo của Corum. Phần sau thì chúng ta cũng có đầy đủ chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chó và chuyện 750. Khóa vàng khối anh em nhé. Phần đáy của chúng ta thiết kế lộ đáy và phần đáy được tạo hình rất là đẹp. Anh em quan sát này, sẽ có những cái vạch chia và được thiết kế lõm xuống. Đó. Và các cái vị trí vạch chia này đều được hoàn thiện phay xước. Đó. Phần đáy của chúng ta được chảy xước dạng hình được hình tròn đồng tâm với quả văng Corum được thiết kế màu vàng rất là đẹp. Đây là cỗ máy Calibe C0984, cỗ máy được quay từ nền tảng máy ETA 2894-2. Với cỗ máy này anh em sẽ có 31 chân kính, tần số rộng là 28.800 VPH và thời lượng chữ cót là 42 giờ. Cỗ máy được hoàn thiện rất là đẹp. Phần đáy của chúng ta cũng có đầy đủ thông tin được chuyện khác ở phần sau anh em nhé. Số series, mã reference, độ chống nước là 3 ATM, dòng chữ Corum, nằm trong bộ tập là Akmidan Cup Langer. Đó. Cầm thực sự rất là nặng tay, một chiếc size lớn. Với chiếc Corum này, một chiếc lướt độ mới cao, vàng khối và mang cho mình cỗ máy automatic Thụy Sĩ bền bỉ. Đây mình giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt là 169 triệu. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.